Mì xấu. Phải đỡ mắt tới nó. Nhất định không để chuyện gì xảy ra nữa. Nhắc nhở có khách ghé thăm. Lại là ai đây? Chuyện gì thế? Người đến gồm 2 nam 1 nữ. Mức độ uy hiếp là có B. Nghiên cứu viên Bạch à? Thật sự không đến chỗ đã chọn thử xem sao ư? Trang thiết bị vàng nên bên đó tốt hơn nhiều. Trang trại này vị trí hay là diện tích đều rất tốt. Có an ninh hay là thiết bị thì mua lại trang trại rồi bổ sung sau. Tôi rất hài lòng với cái nơi này. À vậy được, theo ý anh vậy. Mặc dù người này mang vẻ mặt tươi cười, nhưng mà lại rất khó nói chuyện. Thậm chí con chẳng thèm để ý tới những lời mình vừa lưu. Mình kỹ lưỡng chọn lựa. Đại khoa, tiếp tục gọi cửa. Mấy người có chuyện gì? Anh là chủ ở nơi này à? Tôi có việc muốn bàn. Anh có thể mở cửa cho chúng tôi vào trong nói chuyện trực tiếp không? Không có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. À tôi hiểu, dù sao thì cũng đang trong thời loạn thế mà. Nhìn lên tôi còn đang bận. Hả? Thái độ kiểu gì vậy? Tôi là Nhậm Tiêu, là tổng giám đốc công ty Thiên Nhận. Nội ngắn gọn là chúng tôi muốn mua lại nông trại của anh. Anh cứ thoải mái rồi giá đi. Thiên Nhận, chẳng lẽ là chúng ta đã bị phát hiện ra điều gì đó nông trại này rồi à? Anh muốn yêu cầu chúng tôi trả bằng tiền, vật tư hay gì khác thì chúng tôi đều đáp ứng. Còn nếu như anh chưa có nơi nào khác ở, thì tôi có thể giảm giá cho anh một căn ở khu biệt thự trung tâm thành phố. Không còn. Anh có muốn nghe giá hay sao? Anh ở Nam Thành chắc hẳn cũng biết đến cái tên Thiên Nhuận. Có thể nghe giá xong thì anh sẽ đổi ý đấy. Không cần đâu. Tôi chỉ thích sống ở đây. Cô có lấy núi vàng núi bạc ra, đổi thì tôi cũng khước từ. Đừng có mà không biết tốt xấu. Cảnh báo phát hiện cổng nông trại đang bị tấn công dữ dội. Sức tấn công là 2. Có phát động phản công hay không? Xác nhận không tấn công. Tên này chỉ là một cú đấm đã kích hoạt được cảnh báo của thống rồi à? Anh Bạch. Đại khoa. Vâng. Tôi dạy cậu cái gì? Quên sạch rồi à? Nếu như con lỗ mạng thì cút về mà đâu cho tôi. Thật xin lỗi bà tiên sinh, tôi không dám nữa. Ồ, thú gì? Cấp dưới vô tri, mong anh không để bụng. Tôi không quan tâm. Tên kia, qua đây. Đến gần đây chút. Hử? Phong điểu thú về. Mày đấm nhà cửa của tao thì tao trả mày một đấm xem như là hòa. Nếu như không còn chuyện gì thì mời đi cho. Xem ra tôi quá đường đầu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như anh đổi ý thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Người này thua lỗ như vậy nhất định là không chịu nhận đâu. Cái gì cơ? Cầm lấy đi. Ủi cái tên khinh người này. Vậy thì hẹn gặp lại. Không ngờ Thiên Nhận lại mò đến được nông trại sớm tới như vậy. Chỉ là vô tình hay là hữu ý đây? Xác định được vị trí của Phong Điểu Mảnh sĩ số 1. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Chỉ còn không 10 ngày. Mùa hủy diệt tiếp theo sắp tới rồi. Bây giờ mà khu trồng trọt sản lượng ổn định thì khu thủy sản cũng sẽ bắt đầu khai thác rồi. Chỉ còn phát triển thêm khu chăn nuôi nữa thôi. Thịt đồng cũng đã sắp hết luôn rồi. Anh hai, anh nếm thử sốt mẹ em làm đi, ôi siêu ngon luôn đấy. Ồ, hàm hàm giống như vậy sao? Anh xem nào. Ý, ngoan. Dĩ nhiên rồi, mùa đông mà được ăn lẩu thì đúng là nhất rồi. Cảm giác ấm áp cả người. Chính xác. Mà có phải là cậu đang mặc quá mỏng manh rồi không? Với lại đất hiện giờ không thể trồng trọt được nữa. Nếu như chúng ta ăn uống như thế này, chắc hẳn chú đã tò mò từ rất lâu rồi. Nhưng mà trước giờ tôi lại không cần chi tiết. Tôi hiểu, lẽ ra tôi không nên hỏi. Ai cũng có bí mật mà. Không, là tôi muốn chú chuẩn bị tinh thần trước. Thức ăn ở đây không phải là thức ăn bình thường tôi đâu. Tiêu thụ lâu ngày sẽ gây ra một số thay đổi trong cơ thể. Không chỉ là không sợ lạnh mà sức khỏe, thể trạng cũng được tăng lên rất là nhiều. Thậm chí là thể chất phát triển ra các dị năng. Chú Nam à, tôi rất mong chờ sự biến hóa của chú đấy. Hả, ông già này á? Cái này nghe cũng giống trong phim của học viên tướng quá rồi. Thì chú nói cũng đâu có sai đâu.
Chẳng phải thảm họa này chính là khoa học viễn tưởng trở thành sự thật hay sao? Với lại, nếu như không nhờ hóa thạch, thì con người khó có thể tưởng tượng rằng địa cầu trước đây từng có một con quái vật tiền sử khổng lồ thống trị. Trong tình hình hiện tại thì việc sở hữu dị năng cũng chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì nữa rồi. Thay vì gọi là thảm họa thì nó giống với gì? Sự tiến hóa hơn. Ông chủ Lý à, những gì cậu nói tôi vẫn có chút mơ hồ. Thôi ăn đi. Nhân tiện hôm nay là ai ghé thăm vậy? Là người của Thiên Nhuận. Hả? Vậy sao? Ông chủ Lý à, ngay cả một lão già vô dụng như tôi cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng thức ăn ở nông trại sao? Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Mọi người ngủ trưa đi, tôi phải ra ngoài làm chút việc. Kiểm tra vị trí của phong địa số 1. Đã thuận lợi mà được thông tin định vị, mục tiêu đang ở khu biệt thự Hòa Hợp. Bà tiên sinh, đây là nhà của tôi. Đêm nay mọi người có ở lại đây xem. Mai tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Anh làm phiền nhầm tổng rồi. Ở tầng dưới có 4 phòng, tùy anh lựa chọn. Chuẩn bị bữa tối xong thì sẽ có người mang đến phòng danh. Đi rồi. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi nhé. Được rồi, cô cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Phi hiện thực, thời tiết lạnh như vậy sẽ lại có ruồi nhỉ? Cái ngày này phải nhìn sắc mặt của người khác để làm việc. Ôi thật là mệt quá. Tắm rửa xong đi chăm sóc da chút nào. Ai chà, mỹ nhân nào mà lại nghiêng nước nghiêng thành thế này. Nhầm tiêu, ngươi vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp như vậy, không định để cho người khác sống à? Thật quá. Mũi à, không phải. Tiếng vỗ cánh nghe như là tiếng bò cánh cứng vậy. Đáng ghét mà. Mở cửa sổ ra, nó có chịu bay ra hay không? Ngồi máy điều hòa lâu như vậy rồi, quả nhiên cảm giác hít thở không khí trong lành vẫn thoải mái hơn cả. Đúng là định mệnh mà. Hả? Tập 19. Cứu. Cô ấy bảo vệ bên ngoài làm ăn kiểu gì thế trời? Xa tải với xa tải hết. Sứ của người này lớn quá, mình vốn là không cử động được. Không thể phản kháng, phải dỗ kỳ giang trước. Ui, tôi không buông ra, đừng có cầu, nghe có hiểu không? Đừng có ý nghĩ khác. Cô có thể thử xem là đạp của tôi nhanh hay là tốc độ vệ sĩ của cô chạy đi nhanh. Ui, phải bình tĩnh. Trường giường ở trong tủ ở đầu giường lại có tiền. Toàn bộ không nội số, còn có vài món trang sức vàng cho anh hết. Chỉ còn anh không làm hại tôi tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Cô khá là phối hợp đấy. Thế đạo này chẳng qua chỉ là cầu tài. Làm hại tôi không có lời gì dành đâu. Anh cứ cầm tiền đi, đủ để anh đổi rất nhiều thức ăn rồi. Nhưng mà ra tí tôi không phải là đến để cướp tiền. Hả? Chẳng lẽ anh... Anh là biên thái. Tôi bị hát vì vợ, chậm vào tôi sẽ bị lây đấy. Tâm lý vặn vẹo, còn sắc dục. Lúc nào rồi mà còn nhớ tới cái này? Dần. Tôi hỏi cô, Lên Thiên Vũ, lương tổng có phải là cô phái người giải quyết hay không? Nếu như không thì sao lâu như vậy rồi, cô còn chưa tìm ra được hung thủ. Cái gì với cái gì chứ, người đàn bà này bị ngốc hay sao? Hả? Không phải cấp sát á? Anh là người của Lương Thiên Vũ. Trợ thủ của Lương Thiên Vũ chết hết rồi, người này chú từ đâu ra chưa? Lương tổng có ân lớn với tôi, cậu ấy chết rồi thì không rõ ràng, tôi phải báo thù cho cậu ấy. Tôi nghe nói gần đây cô đang điều tra nguyên nhân cái chết của Lương tổng. Đưa toàn bộ tài liệu ở trong tay của cô cho tôi muốn xem. Thì ra đến hỏi tôi. Anh nghe tôi nói nguyên nhân cái chết của Lương Thiên Vũ, tôi và cảnh sát đều đã điều tra rồi, nhưng mà manh mối bị đứt quá nhiều, mà trong thời gian ngắn vốn không xác định được hung thủ. Lương tổng chết thì cô đã thấy vị trí của cậu ấy, nói không chừng là cô ra tay. Anh không có chứng cứ. Lương Thiên Vũ có nhiều kẻ thù ở Nam Thành quá nhiều, có người từ lúc loạn đã giết chết là rất bình thường.
Hắn chết thảm như vậy, nhất định là bị kẻ thù giết rồi. Tôi và hắn đâu có tâm thù đại hận gì. Vì vị trí tổng giám đốc, giết người cũng không lời. Cơ bản thì nói đúng rồi. Người đàn bà này cũng không ngốc. À, tôi không tin các người. Không có đối tượng nghi ngờ. Thật sự không có đối tượng nghi ngờ. Cậu ấy tiêu hủy hết văn kiện và camera giám sát có liên quan tới mô tính gần đây. Mà bây giờ tôi ngay cả hết lúc vì cậu ấy đã chết, đã qua lại với những người nào thì cũng không rõ. Thì tôi làm sao xác định được đối tượng nghi tình nghi chứ? Tôi cũng đang vì chuyện này mà đau đầu đây. Xem ra Linh Thiên Dậu là muốn ăn một mình rồi. Ngược lại không để cho bất kỳ một manh mối nào. Trời cũng giúp ta mà. Bây giờ có thể buồn tôi ra được không? Có tin mới chuẩn. Nhằm tạo mà xảy ra chuyện gì rồi. Mở cửa đi, mở cửa đi. Ôi bảo mẫu, hệ thống cảnh báo vang nhất định là xảy ra chuyện rồi. Đại khoa tiên sinh, ngài nhất định phải cứu Nhằm tổng. Ê da, Nhằm tổng. Nhằm tổng à, có sao vậy? Nhằm tổng. Mà nó đoán chị mất rồi. Tương với vòng mà xèo đó lại đấm thủng cửa nữa rồi à. Đêm khuya lại xông vào phòng ngủ của con gái. Có chân cũng hơi thất lỡ rồi. Anh là thế nào mà tìm được tôi? Rõ ràng là tôi không để lại dấu vết gì. Lúc cô đạp lên trang bị cảm ứng ở trên lực trình cao cửa sổ thì tôi đã bảo đại khoa chẳng cửa lớn. Cậu không bằng lòng sẽ đã xung đột trực diện với chúng tôi. Nhất định là nhảy ra cửa sổ. Con đường này là tối ưu nhất. Người này rất lợi hại. Nhưng mà một con giá còn có thể ngăn được mình hay sao? Thú gì? Xương tay vốn là không thể so sánh được với xương khớp gối. Theo như tính toán của tôi, thì bây giờ xương tay của cậu chắc là vì chịu lực va chạm trực diện 700 kg mà gãy xương. Và xương cổ tay vì vậy mà lại không thể loại sức bị trật. Nhưng bây giờ cậu lại không có bất kỳ một dấu hiệu bị thương nào. Cậu liền qua võ sao? Nhưng mà tôi không nhìn ra được cậu đã sử dụng một kỹ xảo về loại sức nào. Bây giờ tôi đang rất nghi hoặc. Có thể giải đáp cho tôi không? Nếu không, tối nay cậu không đi được đâu. Quả nhiên tên này đã luyện qua thuật chiến đấu hoặc là cổ võ gì đó, lại có thể đoán được một quyền của ta. Tùy có năng lực thời hiện giờ mình đã vượt qua người thường, nhưng mà bị người đánh dỗi bám lấy thì cũng rất phiền phức. Bên đó cầm thanh. Sao mới đang xem thử? Ngày quá tôi không có thời gian để chơi với cậu. Lần sau, nếu như còn gặp mặt lại đánh cậu thành đầu heo. Hả? Tôi nói rồi, tối nay cậu đừng hòng đi. Ý giờ đi đây, về rửa mắt đi. Bị ổi quá đi. Tạm biệt ngài nhá. Ông Bạch, đã hắn chạy rồi sao? Nghiên cứu viên Bạch à, ngài không sao chưa? Đã chết mà. Ngài ổn chưa? Không sao. Ôi, người này rất thông minh. Với lại tổ chức cơ thể cơ thể núi là hoàn hảo. Gần như là vượt quá giới hạn của nhân loại. Đúng thật là vật liệu cực kỳ tốt. Cứ chờ đi. Tôi nhất định phải tìm được cậu. Tôi không sao, rửa mắt là được rồi. Ngài cẩn thận một chút. Có cần chúng tôi đuổi theo không? Đừng có đuổi nữa. Tốc độ của người này rất nhanh. Các người đuổi không kịp đâu. Nhằm tổng thế nào rồi? Ngài đi thử xem đi. Không có vấn đề gì. Kẻ cướp chỉ đánh ngất cô ấy. Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, từ trong thùng thuốc tìm ra mấy cái thứ thuốc này cho cô ấy uống là được. Liều lượng thì tôi đã viết ở trên này rồi. Ông Bà Đà, chúng ta báo cảnh sát đi. Bây giờ thành Nam loạn như vậy rồi, cũng không phát hiện ra có vật gì bị trộm. Vẫn là đừng có gây phiền phức cho các đồng chí cảnh sát thì hơn. À được rồi, nghe ngài lời ngài hết. Nếu như không phải ngài còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Ây dô, thế đoạn ở thứ đầu này loạn thật. Ông Bạch à, không hay rồi. Tôi vừa kiểm tra phòng ông phát hiện ra thiếu một đĩa cứng. Là đĩa cứng màu xám, cắm trên máy tính sao? Dạ, chính là cái miếng đó. Khuê. Đức kịch nói, mạng chắc chắn là không vấn đề gì nữa. Tôi muốn xem thử công ty Thiên Thuận này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Thí nghiệm, chẳng lẽ người đó là nhân viên nghiên cứu, số tay thí nghiệm? Đây chẳng phải là tài liệu cơ mật của Thiên Thuận sao? Cho dù có lượng lớn sinh vật vì vậy mà chết đi,
Nhưng mà tôi vẫn kiên trì cho rằng thức ăn có tính bức xạ khiến cho con vật và tứ chi và thể hình của con này xảy ra sự thay đổi biến loại. Bản thân của nó không phải là một tai họa. Thứ mà chúng mang lại cho sinh vật không chỉ có cái chết và dị dạng, còn có tiến hóa. Người này chẳng qua là đường tiến hóa của chúng đi sai rồi, cho nó mới ngã giữa đường. Tôi tin là có thể tìm được con đường đúng đắn, chứ dù là phải trả giá bằng mạng người. Tôi sẽ để cho con người vì trận tai họa này đi đến nền văn minh cơ tiếp. Lúc đó, con người sẽ không vì bệnh nan y bị ép phân ly, sẽ không vì bệnh bẩm sinh mà chết sớm, không vì sức mạnh không đủ mà bị người khác xem là gánh nặng. Họ có thể dùng lực so sánh vai với hồ báo, thần mình, tuổi thọ có thể kéo dài tới 300 tuổi. Nhưng mà bất luận ở tận cùng con đường, thứ ngần đoán tôi là cái chết hay là sự vinh quang vô hạn. Ông chủ Bạch à, ở vẫn chưa tìm thấy sao? Chắc là đối phương đã dùng cái thủ đoạn gì đấy. Cũng có thể đây là bây giờ còn chưa xem nội dung ở trong địa cứng. Đĩa mẹ hoàn toàn không có kiểm tra được tín hiệu của vị trí địa cầu. Chắc là đối phương đã dùng thủ đoạn gì đấy. Cũng có thể bây giờ còn chưa xem được nội dung trong địa cứng. Đĩa mẹ hoàn toàn không kiểm tra được tín hiệu của vị trí địa cầu. Là tài liệu rất quan trọng sao? Bởi dù sao thì trong cái địa đó đều là số liệu cũ. Người ngoài lấy đi cũng rất khó đọc để hiểu. Tôi không thể quay đầu được nữa rồi. Sau tài đó, nếu như bị người khác nhìn thấy, thì có thể sẽ đoán được mục đích của mình đến Nam Thành. Ông Bạch à, sự kiện này quá trùng hợp. Chúng ta vừa đến Nam Thành đã bị tập kích. Có khi nào là có người của số 7 làm không? Nếu như từ sự số 7 muốn ra tay với chúng ta, thì sẽ không phải là cái loại người mới thực hiện này. Tổ chức cơ thể của người này rất mạnh, nhưng mà kỳ xảo lại rất xa lạ. Phía trước là bóng tối, phía sau lại là vực sâu tôi không có đường lui. Lịch 21 tháng 11 năm 2025. Bạch Kinh Ngôn, người này có chung ý nghĩ với mình, nhưng mà trả giá bằng mạng người thật sự quá ngạo mạn. Chẳng lẽ họ đã bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể của người rồi sao?